YouTuber MrBeast thực sự giàu đến mức nào? Để làm được những video ngập mùi tiền như vậy, bản thân nam YouTuber 23 tuổi sở hữu khối tài sản vô cùng đáng nể. Năm 2020, tạp chí Forbes đã xếp hạng MrBeast là một trong những YouTuber kiếm tiền giàu thứ 2 trên thế giới ở nền tảng này, chỉ sau cậu bé Ryan Kazi, với hơn 3 tỷ lượt xem và thu về 24 triệu USD, tương đương với hơn 500 tỷ đồng. Còn theo thống kê ước tính của trang Social Blade, nam thanh niên 9X người Mỹ có thể bỏ túi 101.000 đến 1,6 triệu USD, tức là khoảng hơn 2 tỷ và đến 36 tỷ đồng hàng tháng, chỉ nhờ doanh thu quảng cáo trên kênh YouTube của mình. Tính đến tháng 6 năm 2022, MrBeast có hơn 97 triệu người đăng ký theo dõi, và thời gian gần đây anh tiếp tục là cái tên được nhắc đến khi bỏ ra 456.000 USD, tức là khoảng hơn 10 tỷ đồng để tổ chức trò chơi Squid Game ngoài đời thật dựa trên bộ phim đình đám cùng tên do Hàn Quốc sản xuất. Và chỉ sau một tuần ra mắt, video đã có hơn 106 triệu lượt xem trên YouTube, và đây là một con số vô cùng khủng khiếp. Sự nghiệp làm YouTuber ngập mùi tiền của MrBeast. MrBeast tên thật là Jimmy Donaldson, một YouTuber nổi tiếng người Mỹ, sở hữu kênh YouTube lên tới gần 97 triệu người đăng ký theo dõi trên toàn cầu. Các video của anh chàng chủ yếu ghi lại những thử thách vô cùng nguy hiểm và những lần từ thiện hào phóng và sẵn sàng vung tiền cho người lạ mà không hề thấy tiếc. Jimmy Donaldson đã thực hiện và bén duyên với công việc sáng tạo nội dung trên YouTube từ năm 2012. Thời điểm đó, anh mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi lấy biệt danh là MrBeast6000 để đăng tải video của mình. Tuy nhiên, ban đầu không đem lại thành công cho Jimmy, mỗi video chỉ đạt 1.000 lượt xem. Và mãi đến giai đoạn là 2016 đến 2017, sự nghiệp của anh mới thực sự phát triển khi đánh dấu cột mốc 30.000 người theo dõi. Ai là người kiếm nhiều tiền nhất nhờ YouTube? Các bạn có biết câu hỏi hay không? Hãy cùng mình giải đáp nhé! Cứ ngỡ PewDiePie mới là YouTuber kiếm nhiều tiền nhất từ YouTube, nhưng vị trí này MrBeast mới là chủ nhân. Dù sở hữu số lượng người đăng ký thấp hơn so với PewDiePie, nhưng MrBeast chính xác là triệu phú của YouTube khi thu nhập kỷ lục ước tính của anh trong năm 2021 là 54 triệu đô. Trung bình mỗi video đăng tải của anh chàng kiếm sương sương 7 đến 90 triệu lượt xem, thậm chí có video trên 100 triệu lượt xem, một con số thách thức bất kỳ ngôi sao YouTuber nào có thể đạt được. Mới đây anh chàng càng nổi tiếng hơn khi tạo ra Squid Game phiên bản đời thực và phần thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Có thể khẳng định MrBeast rất chịu chi để khiến người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Bạn đã xem video nào của anh chàng này hay chưa? Hãy bình luận ở bên dưới nhé!